Trong clip này thì mình sẽ đi từ Đà Nẵng ra Quảng Ninh. Trong đó thì mình sẽ nghỉ đêm ở Nghệ An và sáng hôm sau tham quan nhà Bác Hồ, cũng như là mình sẽ đi ra tham quan Hà Nội và Hải Phòng. Mời các bạn cùng đón xem clip của mình. Sau khi đi ra khỏi thành phố Đà Nẵng thì mình sẽ đi tiếp cao tốc 01 đoạn Cam Lộ Mai Sơn, đi qua địa phận Huế và tới tỉnh Quảng Trị. Cao tốc có chiều dài 98 cây và kết thúc ở tỉnh Quảng Trị. Cao tốc này thì có một đoạn xe và có những đoạn vượt xe sẽ có hai làn, nhưng mà đường lại tương đối khá là đẹp. Cao tốc mới khánh thành vào ngày 31 tháng 12 năm 2022 nên đường còn rất là mới. Đoạn này thì mình định ghé vào Huế ăn sáng, nhưng mà sau đó thì mình thấy Răng Minh Mạng ở gần đó nên mình quyết định đi vào. Vì Răng Minh Mạng ở khá là xa so với thành phố Huế. Và Răng Minh Mạng thì mình sẽ để clip sau, vì lúc vô mình có ngủ một đêm tại Huế. Sau khi vô thành phố Huế thì mình lại vòng lên lại cao tốc để đi tới Quảng Trị. Đợt này mình đã xuống ở cao tốc và bây giờ mình sẽ ăn trưa ở Quảng Trị. Quán này thì đồ ăn rất là ngon và gà rất là chắc thịt. Gà thì lúc mà đi xuống dưới thì mình thấy họ thả vườn và họ nói gà nhà nuôi. Đoạn này thì mình đang đi trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh. Tuyến đường này thì nó song song với quốc lộ 1A nhưng mà xe thì khá là vắng. Mình đi được khoảng 90 cây và tốc độ cho phép là 90. Đường này khá là đẹp nên đi cũng khá là nhanh. Lúc này thì mình đã ra khỏi đường mòn Hồ Chí Minh. Lúc này thì mình đang ở tỉnh Hà Tĩnh, bây giờ mình sẽ tiếp tục đi đến tỉnh Nghệ An. Lúc này thì mình đã sắp vào tới thành phố Nghệ An. Tối nay thì mình sẽ ăn ở quán này. Quán này thì bán đồ rất là ngon. Đây là món chéo lươn. Chéo lươn ở đây thì nấu vị khá là ngon, cũng như là rất là nhiều lươn. Tối nay thì mình sẽ ở khách sạn Thành Đạt 2. Khách sạn thì rất là rẻ và sạch. Buổi sáng ở đây thì mình thấy nó chỉ có những cái món như là cháo lươn, cháo canh. Cháo canh ở đây thì là món bánh canh cũng như là bánh mướt. Bây giờ mình sẽ đi tham quan nhà nội của Bác Hồ. Thì ở đây là một cái khu làng có nhiều nhà. Bây giờ mình sẽ ăn sáng ở quán Tâm Béo. Quán này thì nó nằm trên đường tránh thành phố Vinh. Thì buổi sáng ở đây thì mình cũng chỉ ăn chéo lươn thôi. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not, cause the drinks bring back all the memories of... Lúc này thì mình đã vào đến địa phận Thanh Hóa và mình có mua thử nem chua. Nem chua Thanh Hóa thì mình thấy ăn rất là ngon. Bây giờ mình sẽ đi cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45. Thì bây giờ mình sẽ đi từ chiều quốc lộ 45 lên Mai Sơn. Thì bây giờ mình sẽ là từ hướng Thanh Hóa lên Ninh Bình. Cao tốc này thì có chiều dài 63,37 km qua địa phận Ninh Bình và Thanh Hóa. Here's to the ones that we got.
Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Đoạn này thì mình đã lên tới cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, thì mình sẽ đi từ Ninh Bình tới Hưng Yên, rồi mình sẽ tách ra đi quốc lộ để về tới Quảng Ninh. Mình sẽ không đi tới điểm cuối là Hà Nội. Lúc này thì mình đã tới địa phận Hưng Yên rồi. Too powerful to stop. Oh, yeah. Now my heart feel like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Bây giờ là sau 2 ngày mình về quê, đây là buổi trưa. Mình sẽ đi từ Quảng Ninh ra Hải Phòng. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost. Thì hồi nãy mình có đi uống cà phê và hỏi thì được biết là bánh mì pate thì ở đây là ngon. Bây giờ thì mình sẽ chạy ra biển Đồ Sơn. Biển ở đây thì không được đẹp và nước thì nó rất là đục và có nhiều phù sa. Nói chung là mình thấy nó thua xa biển Vũng Tàu. Thôi bỏ qua biển Đồ Sơn, hôm nay mình sẽ đi Hà Nội. Thôi bây giờ mình sẽ đi ngủ. Khi nào đến Hà Nội thì mình sẽ dậy để quay cho các bạn coi. Đây là Hồ Tây các bạn à. Nhưng mà thôi, bây giờ mình sẽ đi tham quan Lăng Bác trước nhé. Thì vào Lăng Bác thì không có tốn tiền. Thì cái chỗ vào các bạn lên một chút, nó sẽ có một cái bãi gửi xe rất là lớn. Thì chúng ta sẽ gửi xe ở đó. Và mình thấy có rất là nhiều người cứ nói là dẫn đi gửi xe, và sau đó họ cho gửi ngoài lề đường và họ vẫn thu phí. Thì vào bên trong Lăng Bác thì không có được quay, và trong đó hơi tối và nó rất là lạnh. Vì nãy chưa ăn sáng mà bây giờ cũng gần trưa rồi, cho nên mình sẽ đi ăn phở. Sau khi ăn xong thì bây giờ mình sẽ đi tham quan văn miếu Quốc Tử Giám.
bây giờ mình sẽ ăn bún chả Đắc Kim. Bún chả đây thì làm rất ngon và trên tầng thì có máy lạnh. Bún thì ăn thoải mái và chả cũng như là thịt ở đây nướng rất là hợp với mình. Và có cô tính tiền rất là thân thiện nữa. Lúc này thì mình đang đi ngang qua chỗ Hồ Gươm. Đây là nhà thờ lớn đã xây dựng từ năm 1886, được 137 tuổi. Hẹn các bạn ở các clip tiếp theo. Và mình sẽ đi Hạ Long và Móng Cái. Và các clip tiếp theo đó thì mình sẽ đi lên Tây Bắc, Hà Giang, Cao Bằng, Sapa. Dạo này kênh mình lên sub chậm quá. Các bạn hãy ủng hộ tốc độ ra video của mình bằng một đăng ký nha.